Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, tức là thời điểm mà năm 2014 sắp khép lại, thì rất nhiều ngành kinh tế đã bắt đầu tổng kết và đưa ra những con số thống kê cho thấy thành quả của cả một năm cố gắng. Và Hiệp hội Bảo hiểm cũng đã vừa phác thảo một bức tranh toàn cảnh của ngành với những sự kiện nổi bật nhất. Info TV của chúng tôi ngày hôm nay xin được mời đến trường quay Tổng Thư ký của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ông Phùng Đắc Lộc, để chúng ta sẽ cùng bình luận về những sự kiện này. Trước tiên, rất cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin kính mời ông Lộc cùng với các quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành bảo hiểm ngay sau đây. Ngày 28 tháng 2 năm 2014, lần đầu tiên Bộ Tài chính tổ chức đối thoại với ngành bảo hiểm nhằm tiếp thu các ý kiến phản ánh và các giải pháp đề xuất. Tổng kết thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và thí điểm bảo hiểm nông nghiệp với nhiều thành quả đáng ghi nhận. Ban hành và triển khai bảo hiểm khai thác hải sản nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, phát triển hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Chế độ quản lý nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. BIDV Medlife và chi nhánh công ty bảo hiểm Bảo Lãnh Seoul Hàn Quốc Phi Nhân Thọ được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại trong vụ gây rối trật tự tại khu công nghiệp Vũng Áng với số tiền 268 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm Phi Nhân Thọ xây dựng quy tắc điều khoản và biểu phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới để Bộ Tài chính phê duyệt vào cuối năm 2014 vì sau nhiều năm thua lỗ, nghiệp vụ ảnh hưởng tới khả năng chi trả bồi thường. Triển khai hội nghị tập huấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đối thoại giữa doanh nghiệp bảo hiểm và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động. Vâng, bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng quay trở lại trường quay ngày hôm nay để cùng trò chuyện với ông Phùng Đắc Lộc. Thưa ông, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua 10 sự kiện có thể coi là nổi bật nhất của ngành bảo hiểm. Vậy với riêng ông thì đâu là sự kiện nổi bật nhất của ngành trong năm vừa rồi? Vâng, theo tôi thì sự kiện nổi bật nhất là các doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường và tạm ứng tiền bồi thường cho thiệt hại của các khách hàng bị các phần tử gây rối trật tự công cộng gây nên và xảy ra trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Áng. Khi mà chúng ta đã biết sự kiện xảy ra thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp bị thiệt hại trên cái địa bàn ba tỉnh trên rất là hoang mang, không biết thiệt hại này sẽ được giải quyết như thế nào. Và ngành bảo hiểm của chúng tôi là những người vào cuộc đầu tiên để xác nhận với khách hàng là trách nhiệm bồi thường của mình, để cho khách hàng yên tâm và đồng thời xuống tay vào cùng với khách hàng để thu dọn hiện trường, giám định thiệt hại và xác định thiệt hại, giúp khách hàng làm cái hồ sơ chứng từ căn cứ để giải quyết bồi thường, kể cả những chứng từ mất mát. Và có tiếng nói của doanh nghiệp bảo hiểm thì cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan như là tài chính, hải quan, ngân hàng là cũng đã giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại để mà xác định cái giá trị cái thiệt hại qua cái hóa đơn chứng từ sổ sách lưu giữ. Do đó thì chúng tôi đã bước đầu đã tạm ứng giải quyết tiền bồi thường cho đến giờ phút này cũng trên 300 tỷ đồng. Với cái mức trách nhiệm thì lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Qua cái sự việc trên thì có thể khẳng định là vai trò của ngành bảo hiểm là tấm lá chắn kinh tế của nền kinh tế xã hội trước những rủi ro bất ngờ xảy ra, kể cả những rủi ro lớn như thế thì ngành bảo hiểm cũng đã gánh vác trách nhiệm của mình. Vâng, đó quả là một cái sự kiện rất đáng chú ý, đã thể hiện được cái tính trách nhiệm của ngành bảo hiểm đối với toàn xã hội. Vậy nếu như mà ở xét về một khía cạnh khác, đó là về thành tích của ngành, thì đâu là cái sự kiện đánh dấu đó? Vâng, thành tích của ngành thì phải xác định là cái tăng trưởng về doanh thu. Bảo hiểm Phi Nhân Thọ thì đạt doanh thu khoảng trên 26.000 tỷ, tăng trưởng trên 10%. Và bảo hiểm Nhân Thọ thì đạt doanh thu là 28.000 tỷ và tăng trưởng là
trên 20%, tổng doanh thu là 54.000 tỷ. Và đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm đã tập trung cái tiền tạm thời nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đầu tư tái trở lại nền kinh tế quốc dân được trên 130.000 tỷ đồng, tương đương với cỡ khoảng 6,5 tỷ đô la. Đấy là nguồn vốn rất quý cho xã hội, mà trong bối cảnh nền kinh tế xã hội chúng ta gặp khó khăn rất nhiều, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thì cũng sản xuất cũng tăng trưởng cũng chậm, thì ngành bảo hiểm cũng đã có những cái tốc độ tăng trưởng tương đối là ngoạn mục. Vâng, với những cái thông tin mà ông vừa đưa ra thì chúng tôi cũng đang rất băn khoăn, là không hiểu là cho đến thời điểm này thì đã có được những cái con số thống kê nào chính thức đưa ra để phản ánh cái tốc độ tăng trưởng của ngành trong năm 2014. Vâng, chúng tôi cũng đã thống kê dựa trên cơ sở số liệu 11 tháng. Vâng. Thì toàn ngành như tôi đã phân tích ở trên, số liệu tăng trưởng của khối bảo hiểm phi nhân thọ là đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, tăng trưởng là khoảng 10,5%. Và ngành bảo hiểm nhân thọ thì đạt doanh thu 28.000 tỷ đồng, tăng trưởng là 20%. Đấy là tốc độ là tăng trưởng tương đối tốt. Đặc biệt nữa là năm nay, mặc dù là phải bồi thường rất lớn trong cái vụ bạo động gây rối trật tự công cộng của ba cái địa phương Đồng Nai, Bình Dương và Hà Tĩnh, nhưng mà các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đảm bảo an toàn tài chính, chia sẻ rủi ro qua tái bảo hiểm, cho nên là hầu hết các nhà nhận tái bảo hiểm cùng gánh vác cái trách nhiệm bồi thường với doanh nghiệp bảo hiểm, cho nên là vẫn đảm bảo an toàn tài chính. Vâng, vậy trong cái thời điểm này khi mà chúng ta sắp khép lại năm 2014 để đón chờ một năm mới, năm 2015, và với những gì mà chúng ta đã có, những tiền đề đã có sẵn, thì ông có thể đưa ra một số những cái dự báo cho ngành bảo hiểm trong năm tới, cũng như là ông có thể chia sẻ những cái thông tin hoặc những sự kiện lớn mà ngành sẽ thực hiện trong năm 2015. Vâng, ngành bảo hiểm trước hết phải dựa vào cái nền kinh tế xã hội, và Quốc hội cũng đã đưa ra cái chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2015 phải đảm bảo là xấp xỉ 6%, và CPI về hệ số tăng giá thì cũng chỉ cho không trên 3%. Nên là các nền kinh tế của chúng ta đã hồi phục, đã chứng tỏ những cái chỉ số đánh giá trong cái cuối quý 4 năm 2014 đã thấy có những cái tăng trưởng ngoạn mục và đã thoát đáy đi lên, từ bất động sản, chứng khoán đến sản xuất kinh doanh. Thì chúng ta thấy dấu hiệu tích cực, thì ngành bảo hiểm cũng sẽ phát triển. Trước hết là một số cái ngành như là hàng không, bưu chính viễn thông, hoạt động tàu biển, và đặc biệt nữa là đầu tư nước ngoài, rồi các doanh nghiệp mới thành lập đầu tư, hoặc là những doanh nghiệp đang hoạt động cũng mở rộng đầu tư phát triển trong cái môi trường kinh doanh vừa được Quốc hội thông qua một số luật đầu tư, luật kinh doanh, luật doanh nghiệp, rồi các luật thuế tương đối thuận lợi, thì cái môi trường đầu tư thuận lợi này sẽ phát triển, và họ càng đầu tư thì nhu cầu bảo hiểm càng cao, tốc độ tăng trưởng của bảo hiểm trong năm tới sẽ tốt. Thứ hai là cái sản phẩm bảo hiểm khai thác xa bờ, khai thác thủy sản xa bờ thực hiện theo nghị định 67 chính phủ, thì cho đến tháng 11 thì Bộ Tài chính đã họp hội nghị triển khai đến 28 tỉnh, lãnh đạo 28 tỉnh thành phố ven biển, và sẽ triển khai bắt đầu từ tháng 12 và sẽ rầm rộ vào trong năm 2015, và chắc chắn là sẽ có những cái tăng trưởng ngoạn mục. Ngoài ra thì cái cơ chế chính sách trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ hoàn thiện hơn. Chúng tôi được biết là Bộ Tài chính sẽ đầu tư vào, thứ nhất là sửa đổi nghị định 45-46 hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính sẽ đầu tư vào chỉnh sửa một số các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc, như là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, và sẽ ban hành nghị định cũng như thông tư hướng dẫn
về bảo hiểm xây dựng lắp đặt, đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm là đăng ký với Bộ Tài chính, trình lại để Bộ Tài chính phê duyệt cái sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới trong nhiều năm tới, thì cái quản lý nhà nước được nâng cao, cái tính tuân thủ được tốt và sản phẩm bảo hiểm được nhà nước giám sát rồi thì người dân sẽ tin cậy hơn, đảm bảo công khai minh bạch và sẽ là cơ hội để phát triển những sản phẩm bảo hiểm này. Ngoài ra khối nhân thọ thì có bảo hiểm hưu trí tự nguyện cũng như bảo hiểm nhân thọ thì được nhà nước tháo gỡ khó khăn vướng mắc các ông chủ sử dụng lao động, tức là chủ doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động mà có trong cái thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận lao động hoặc là trong hợp đồng lao động thì được tính vào chi phí trước thuế. Bảo hiểm hưu trí thì mua cho người lao động thì được khấu trừ cái thuế thu nhập doanh nghiệp là 1 triệu đồng một tháng, cũng là tạo ra tiền đề cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát triển. Đặc biệt đại lý bảo hiểm cũng như các đại lý khác thì được đánh thuế thu nhập tại nguồn. Những đại lý nào mà có mức thu nhập tức là từ hoa hồng đại lý trên 100 triệu đồng mới phải chịu thuế suất 5% và không phải kê khai quyết toán thuế. Đây là tạo điều kiện cho đại lý yên tâm và sẽ có những cống hiến lâu dài trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chứ không phải là làm 1-2 năm rồi chán nản, rồi cứ bị vướng mắc ở thủ tục kê khai quyết toán thuế, mất hết thời gian công sức thì họ hay bỏ việc. Thì đấy là những cái môi trường rất thuận lợi cho ngành bảo hiểm phát triển. Cho nên chúng tôi dự báo là năm 2015 bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tăng trưởng khoảng 15% và bảo hiểm nhân thọ cũng đảm bảo được tốc độ tăng trưởng như năm nay là 20%. Đầu tư vào nền kinh tế quốc dân của ngành bảo hiểm là sẽ đạt được 160.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 8 tỷ đô la. Vâng, và thật là hôm nay chúng ta đang có rất nhiều thông tin và nhờ đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng các quý vị khán giả đã có thể hiểu hơn rất nhiều về hoạt động của ngành bảo hiểm trong năm 2014 vừa rồi. Và hy vọng rằng với những tiền đề mà ngành bảo hiểm chúng ta đã có thì chúng tôi cũng tin tưởng là trong năm 2015 ngành sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mà đã có được trong năm nay để tiếp tục góp những cái mảng màu sáng cho nền kinh tế nói chung của chúng ta. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, chia tay với ông Phùng Đắc Lộc, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay để cùng đến với phần tin quốc tế.